Ngọc Lan thanh bình hạnh phúc bên con trai, gia đình cặp diễn viên thực hiện bộ ảnh chung với những khoảnh khắc rất đời thường. Những ngày qua, gia đình Ngọc Lan thanh bình gây chú ý với một số hình ảnh và clip hậu trường ghi lại buổi chụp ảnh. Mới đây, ekip thực hiện đã chia sẻ bộ ảnh đến với khán giả. Loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng diễn viên cùng con trai đầu lòng. Người xem có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vui sướng của cặp đôi thông qua từng ánh mắt cử chỉ họ dành cho nhau cũng như cho con trai bé bỏng. Cuộc sống của Ngọc Lan thay đổi đáng kể từ khi có con. Giờ cô đi đâu làm gì cũng mong nhanh về với nhóc tì. Cô tâm sự nhiều lúc chỉ muốn nằm nhà ôm và ngắm con, chẳng còn muốn làm gì khác. Tuy nhiên vì khán giả quá mong chờ Ngọc Lan trở lại nên cô đang tích cực giảm cân để sớm lấy lại vóc dáng. Quá trình tập luyện và ăn kiêng của nữ diễn viên gặp không ít khó khăn vì cô đang cho con bú, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Tuy tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho tổ ấm, nhưng khoảng thời gian này, Ngọc Lan vẫn xuất hiện và có vai diễn ấn tượng trong bộ phim Mặt nạ tình yêu phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long. Trong gia đình, Ngọc Lan nhường cho chồng tắm rửa cắt móng tay cho bé Phôi. Nữ diễn viên thừa nhận cô hay suy nghĩ nên sợ bị rối trí rồi tay chân luống cuống ảnh hưởng đến con trai. Thanh Bình tỏ ra là một ông bố đảm đang yêu vợ và thương con. Bố mẹ Trấn Thành nghẹn ngào vì con trai chịu nhiều áp lực dư luận. Hai đấng xưng thành của nam MC không giấu được sự xúc động khi lên sân khấu chia sẻ cùng con trai. Trấn Thành là một trong các nghệ sĩ biểu diễn trong Thay Lời Muốn Nói, phát sóng trực tiếp tối 14 tháng 5 tại nhà hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Anh thể hiện ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về, nam MC có giọng hát khá tình cảm. Bố mẹ Trấn Thành bí mật đến xem chương trình, họ nhiều lần xúc động khi con trai hát. Sau tiết mục, MC Quỳnh Hương mời bố mẹ Trấn Thành lên sân khấu. Mẹ của anh chia sẻ, ngày xưa mẹ không muốn con đi theo con đường nghệ thuật, mẹ chỉ muốn con học thật giỏi, nhưng con vẫn thích theo đuổi nghệ thuật và đam mê. Cái đam mê mẹ thấy trong tim con từ bé, cuối cùng con cũng đi đến đích. Bà nhắn nhủ anh rằng, con đường nghệ thuật rất khó khăn, nhiều khi phải vượt qua nhiều thử thách. Mỗi lần như vậy anh phải mạnh mẽ, biết lắng nghe và cố gắng hoàn thiện mình. Những bước chân con đi, lúc con buồn vui hay bấp ngã, mẹ luôn đứng bên cạnh và dõi theo. Đây là lần đầu tiên Trấn Thành tham dự một show trực tiếp kể từ sau ồn ào bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm sóng. Thời gian qua, anh chịu khá nhiều áp lực từ dư luận. Trấn Thành bộc bạch, khi theo nghề cuối cùng mình ngộ ra một điều là con đường nghệ thuật rất gian truân nhưng đổi lại là hạnh phúc. Con chỉ muốn nói rằng mẹ hãy tin con của mẹ sẽ luôn luôn trưởng thành và không làm bố mẹ buồn. Trên sân khấu mẹ Trấn Thành rưng rưng, còn bố anh thì rơi nước mắt. Trấn Thành dí dỏm nói, tôi mít ước là do di truyền. Hương Giang Idol đóng cửa Facebook, mất tích sau khi xin lỗi trung dân. Trước hành động bất ngờ của Hương Giang Idol, nhiều người đồn đoán rằng có lẽ cô làm như vậy là để tránh bị anti-fan tấn công hoặc muốn trốn tránh những thị phi tiếp xúc từ bạn bè trong giới showbiz. Sau scandal được cho là hỗn hào với nghệ sĩ Trung Dân gây chấn động showbiz. Chiều qua ngày 14 tháng 5, Hương Giang Idol đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và có nhiều chia sẻ xung quanh scandal này của mình. Trong buổi trò chuyện, nữ ca sĩ chuyển giới cho biết đã xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân ngay sau đó. Cô thừa nhận mình sai là do tiếp nhận sai câu hỏi, chứ không có cố ý. Nữ ca sĩ tâm sự, không chỉ bản thân mà gia đình cô cũng từng bị hứng chịu ảnh hưởng từ làn sóng của dư luận. Vợ của nghệ sĩ Trung Dân tiết lộ thêm, đúng là có việc Hương Giang Idol gọi điện sang với mong muốn giải quyết sự việc. Nhưng vì ông xã tôi hiện đang ở quê nên chưa sắp xếp được, tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì xung quanh việc này để ông xã tôi trực tiếp giải quyết với Hương Giang. Tối qua ngày 14 tháng 5, sau khi trở về từ buổi gặp gỡ truyền thông, Hương Giang Idol không đưa ra bất kỳ thông báo nào mà lặng lẽ đóng cửa Facebook. Quyết định đóng trang cá nhân của nữ ca sĩ chuyển giới khiến nhiều người bất ngờ, nhưng phần đông cư dân mạng nhận định có thể cô muốn trốn tránh những thị phi. Sau khi Hương Giang Idol nhận sai lên tiếng xin lỗi, dư luận có phần lắng xuống và không còn gay gắt với cô. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích Hương Giang Idol, người ta lại miệt thị giới tính của cô gái này bằng lời lẽ cay độc. Nhiều khán giả cho rằng Hương Giang Idol rất cầu thị và lịch sự, cô ấy làm sai dám nhận và công khai xin lỗi. Hành động của Hương Giang Idol sai, nhưng thực sự người hâm mộ không nên chỉ trích giới tính gia đình người thân của cô.
Nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ người hâm mộ đối với sự việc lần này. Bên cạnh những lời chỉ trích, miệt thị cô, cũng có nhiều người cho rằng showbiz vốn dĩ phức tạp, ai cũng sẽ không ít một lần vướng phải những rắc rối scandal như vậy. Việc nhiều người cho rằng Hương Giang Idol cô ấy không đáng để được xí xóa chỉ vì cô ấy là người chuyển giới là rất vô duyên và tàn nhẫn. Hãy có cái nhìn đa chiều, nhìn nhận đúng sự việc. Sau khi gọi điện, nghe Chung Dân kể rõ sự tình, Thu Trang liền đăng đàn dạy bảo Hương Giang cực sốc. Lời nhắn nhủ của Thu Trang với đàn em ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý. Sau khi xảy ra sự việc lùm xùm với nghệ sĩ Chung Dân, Hương Giang Idol đã vấp phải làn sóng tẩy chay, phản đối dữ dội từ phía khán giả và nhiều nghệ sĩ khác. Mặc dù đã lên tiếng về sự hỗn láo với nghệ sĩ đàn anh, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy bức xúc với cách hành xử của nữ ca sĩ. Mới đây, danh hài Thu Trang cũng vừa lên tiếng chỉ trích Hương Giang Idol lên trang cá nhân. Nữ danh hài gửi lời nhắn nhủ đàn em, nói nghe nè, cùng ăn cơm tổ nên sống có đạo đức chút nhé, người ta là bậc tiền bối cha chú, vậy mà nỡ lòng nào phát ngôn và hành động như vậy, không hiểu nổi, mà cho dù có diễn thì làm ơn cũng đừng diễn hỗn nhé, thương anh nhiều. Ngay sau khi vừa đăng tải, rất nhiều khán giả đã tỏ thái độ đồng tình với danh hài Thu Trang. Thậm chí nhiều người còn đồng loạt kêu gọi tẩy chay Hương Giang Idol khỏi các chương trình truyền hình. Không chỉ danh hài Thu Trang mà nam diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng phải bức xúc lên tiếng. Ngay cả Diệp Lâm Anh cũng không đứng về phía bạn, cô tiết lộ đã hủy kết bạn với Hương Giang Idol sau sự việc. Trong buổi ghi hình game show, Hương Giang Idol đã khiến nghệ sĩ Trung Dân cảm thấy bị xúc phạm với đáp án của mình. Điều này khiến cho nghệ sĩ gạo cội cảm thấy tức giận và yêu cầu cô bỏ đáp án của mình. Tuy nhiên, Hương Giang Idol cho rằng đây là suy nghĩ và cách lựa chọn của cô nên không cần thay đổi. Nghệ sĩ Trung Dân đã ngay lập tức rời buổi ghi hình và cho biết phía ban tổ chức quyết định cắt sóng phần xuất hiện của ông, giữ lại Hương Giang Idol. Dẫu nhận sai, Hương Giang Idol vẫn trách móc nghệ sĩ Trung Dân. Những gì cháu đang hứng chịu đã bù đắp cho chú chưa? Nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi có thái độ trách móc ngược nghệ sĩ Trung Dân. Tôi chỉ có thể hỏi rằng chú thật sự là không thể tha thứ đến mức độ này hay sao? Mới đây, Hương Giang Idol vừa có cuộc gặp gỡ báo chí và livestream để chia sẻ về những ồn ào liên quan đến vụ xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Theo đó, nữ ca sĩ liên tục gửi lời xin lỗi đến vị nghệ sĩ gạo cội và khán giả vì sự cố không đáng có. Nữ ca sĩ khẳng định, cô không cố ý xúc phạm hay có ý không tôn trọng Trung Dân mà chỉ là hiểu lầm về câu hỏi. Dù nhận lỗi về phía mình, song nhiều người không khỏi bất ngờ khi Hương Giang lại có thái độ ấm ức về sự việc. Hương Giang Idol cho rằng, trong lòng luôn có nhiều câu hỏi khó trả lời. Nếu như lúc này Giang được nói chuyện với chú, Giang chỉ có thể hỏi rằng chú thực sự là không thể tha thứ đến mức độ này hay sao? Nữ ca sĩ bày tỏ thắc mắc khi sự việc đang đi quá xa. Cô cho rằng nếu chú một mực không chấp nhận thì cô cũng chỉ biết xin lỗi và nhận tìm mọi cách để được nói chuyện và xin lỗi trực tiếp với chú Trung Dân. Hương Giang Idol lại gây tranh cãi khi có thái độ trách móc Trung Dân làm lớn chuyện. Tuy nhiên, ở cuối đoạn livestream, nhiều người không khỏi bất ngờ trước những chia sẻ của Hương Giang Idol. Ngày hôm nay, tất cả những câu nói nặng nề nhất đến với Giang và với gia đình Giang. Mấy hôm nay, mình đã chịu đựng những câu nói đó. Ngay lúc này, cháu muốn hỏi, chú cảm thấy thế nào? Có bù đắp được cho chú phần nào chưa? Nếu như chú cảm thấy những điều cháu đang chịu đựng để chú nhẹ lòng, cháu sẽ mỉm cười và đón nhận tất cả những sự công kích trong lúc này. Tất cả những lời lẽ cháu không thể tin là mình nghe được trong cuộc đời này. Nếu điều này làm chú tốt hơn, Giang sẽ chịu đựng và chấp nhận như một sự trừng phạt và bài học cho bản thân mình, nữ ca sĩ nói trong nước mắt. Rất nhiều ý kiến tiếp tục chỉ trích Hương Giang Idol vì thái độ ấm ức, trách móc dù mình là người có lỗi và đang phải xin lỗi. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, nói dài, hóa ra nói dài. Khi nữ ca sĩ liên tục bị phóng viên đặt câu hỏi, điều này khiến cô trả lời vòng vo, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Có thể do cô đang quá hoang mang vì sự việc đến bất ngờ cũng như khó giải thích để mọi người hiểu và tin rằng sự việc ồn ào như ngày hôm nay chỉ đến từ những hiểu lầm mà cô không hề có ý xúc phạm bậc tiền bối. Tuy nhiên đến cuối cùng, có lẽ Hương Giang Idol đã quên một chuyện rằng khi có lỗi lầm, người ta cần thấy một lời xin lỗi thật thà hơn là một lời giải thích. Và cho đến bây giờ, những điều Hương Giang giải thích cũng không còn đủ sức mang lại sự đồng cảm cho lần vạ miệng quá lớn này của cô. Trong sáng ngày 14 tháng 5, nhiều khán giả đồng loạt kêu gọi tẩy chay Hương Giang Idol khỏi các chương trình truyền hình. Một cư dân mạng tên Tiểu Linh phê phán, không hiểu sao mặt cô ấy xinh xắn,
miệng tô son đỏ chót, lại có thể mở lời nói như một chất thải cầu tiêu thế kia. Một độc giả khác cho rằng Hương Giang Idol bị khuyết tật về tâm hồn. Chính sức mạnh đồng tiền đã xuất hiện một loạt người vô văn hóa, hỗn láo coi thường người khác trên truyền hình. Khán giả Tú Dương viết, cư dân mạng còn thống kê lại những lần Hương Giang Idol gặp sự cố trên truyền hình và cho rằng cô chứng nào tật ấy và rằng vô duyên là bản chất của Hương Giang Idol. Khán giả bất bình, giới nghệ sĩ cũng tức giận vì sự thể hiện hồn nhiên như cô tiên của Hương Giang Idol. Nữ diễn viên Thân Thúy Hà thẳng thắn chê bai Hương Giang Idol không biết tôn trọng bậc cha chú trong nghề, lời lẽ hỗn láo. Cô cho rằng Hương Giang Idol không xứng đáng là nghệ sĩ chân chính. Với bậc cha chú đàn anh trong nghề, kính trọng còn chưa đủ, tại sao có thể phát ngôn và cho là cái quyền suy đoán cá nhân mà đưa ra suy luận hỗn hào vô học đến vậy? Cô chia sẻ. Thân Thúy Hà dùng từ mất dạy khi miêu tả về cách hành xử của ca sĩ đàn em. Đức Hải có phần chừng mực hơn khi không dùng những từ ngữ gay gắt để nói về hành động của Hương Giang Idol. Tuy nhiên, nam diễn viên trai nhảy cũng buồn vì suy nghĩ ấu trĩ của nghệ sĩ đàn em. Những gì Hương Giang Idol nghĩ được thì chỉ có đến đấy thôi. Nếu chương trình truyền hình mà đưa được suy nghĩ thiên tài này lên sóng, thì không ít trẻ em Việt Nam sẽ suy nghĩ giống vậy mất. Chỉ thương chú Trung Dân bị xúc phạm, anh viết. Ngay cả ca sĩ Diệp Lâm Anh cũng không đứng về phía bạn. Cô tiết lộ đã unfriend Hương Giang sau sự việc. Tôi không biết về câu chuyện này, nhưng tôi tin chú. Chú là nghệ sĩ lớn tuổi, không có chuyện chú bị đặt cái xấu cho người khác, Diệp Lâm Anh viết. Cô cho rằng đã đến lúc cần phải hành động điều gì đó sau khi nhiều nghệ sĩ trẻ không còn biết phép tắc.